Dạ. Đầu năm mới xin kính chúc tất cả các quý nguyên chủ, các quý khóa đoàn anh và khóa đoàn ta được một năm mới được vạn sự như ý. Và sau đây tôi xin trình bày nhạc hồng Tình Tự Mùa Xuân. Oh,
xin cảm ơn chị Lê Hoành rất nhiều. Vâng, dòng nhạc của Từ Công Phung, Tình Tự Mùa Xuân vừa được trình bày qua tiếng hát rất là ngọt ngào của chị Lê Hoành. Hôm nay nghe chị Hoành hát lần đầu tiên, và trước đây chị có mời Xua Cầu hát chung, nhưng mà hôm nay sau khi nghe chị Hoành hát xong rồi, Xua Cầu xin rút lui. Chúng tôi xin mời Ninh Trường Diệm lên độc tấu Hà Huy Cầm. Vâng, kính thưa quý vị, một tiết mục rất là đặc biệt, độc tấu Hà Huy Cầm do